Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Đã xuất hiện những fanpage giả mạo Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh lấy số tài khoản cá nhân để kêu gọi ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bão số 3. Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, thời gian gần đây, lợi dụng thiệt hại do bão số 3 gây ra tại tỉnh Quảng Ninh, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện fanpage giả mạo Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh để lừa đảo. Các đối tượng thực hiện lừa đảo bằng cách kêu gọi quyên góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Trên fanpage giả, các đối tượng lừa đảo sử dụng hình ảnh, thông tin giống các trang chính thống để kêu gọi những người hảo tâm quyên góp, chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. Trước sự việc trên, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không gửi tiền quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại vào các tài khoản không rõ nguồn gốc. Các fanpage mạo danh sẽ lợi dụng lấy tiền mà người dân đã ủng hộ vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt. Đồng thời, người dân, cơ quan, tổ chức cần đẩy mạnh việc chia sẻ thông tin cảnh báo rộng rãi để mọi người cùng nêu cao tinh thần cảnh giác. Việc phát hiện và báo cáo các trang mạo danh lừa đảo cũng là một cách để góp phần bảo vệ cộng đồng. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng khuyến cáo các trang mạng xã hội không thông tin sai lệch về tình hình bão lũ tại địa phương. Những hành vi này sẽ bị xem xét xử lý nghiêm khắc theo các quy định hiện hành của pháp luật. Việc lợi dụng thiên tai lũ lụt để thực hiện các hành vi lừa đảo không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho người dân mà còn làm giảm lòng tin của cộng đồng đối với các hoạt động từ thiện chính đáng. Trang chủ của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel cho biết, những cú pháp để nhận data sử dụng Internet miễn phí sau bão lũ là tin thất thiệt. Ở những khu vực bị cơn bão số 3, bão Yagi trực tiếp đổ bộ, nhiều trạm phát sóng vẫn chưa thể đi vào hoạt động do không có điện lưới. Do đó, một số điểm ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương vẫn chưa có sóng di động. Theo Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, bão Yagi đã làm mất liên lạc với 6.285 trạm thu phát sóng di động do xảy ra mất điện trên địa bàn 15 tỉnh, thành phố gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội, Hòa Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Vì mất sóng điện thoại sau khi bị ảnh hưởng của bão, nhiều người càng nóng lòng có thể liên lạc với người thân bạn bè để thông báo tình trạng hiện tại, đồng thời kêu gọi giúp đỡ. Lợi dụng tình thế này, nhiều đối tượng đã nảy sinh những chiêu trò lừa đảo thông qua những cú pháp có thể chứa mã độc. Những ngày vừa qua, nhiều thông tin lan truyền rằng bà con mất điện, không có wifi có thể nhập tất cả các cú pháp sau để có thể có mạng nhé. 3ST 4G gửi 191, 4G gửi 191, 5GK gửi 191, tất cả đều free của Viettel ạ. Ngay sau khi nhận được phản ánh liên quan đến thông tin thất thiệt kể trên, trang fanpage chính thức của Viettel Telecom đã lên tiếng khuyến cáo đây là nội dung sai sự thật. Do đó, người sử dụng cần nắm rõ thông tin này để không lan truyền và thực hiện theo các hướng dẫn thất thiệt với nguy cơ có thể bị lừa đảo, nhiễm mã độc. Trên thực tế, để hỗ trợ người dân, từ ngày 9 tháng 9, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel hỗ trợ 20.000 đồng trên một thuê bao trả trước sử dụng trong 5 ngày cho khách hàng tại những khu vực bị cô lập do ngập lụt, sạt lở đất ở 10 tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Lào Cai, Bắc Giang. Lưu ý, Viettel sẽ chủ động cộng thêm tiền vào tài khoản thuê bao chứ người dân không phải nhắn tin theo cú pháp nào để hưởng ưu đãi. Bên cạnh đó, để phòng chống bão, các đơn vị của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã triển khai xe phát sóng lưu động tại các tỉnh thành phố bao gồm Hải Phòng, Lạng Sơn, Nghệ An. VNPT cũng đã lên phương án điều động, bổ sung thêm xe phát sóng lưu động, phân bổ vật tư dự phòng để sẵn sàng ứng cứu thông tin tới những vùng bị ảnh hưởng của bão. VNPT các tỉnh trong vùng ảnh hưởng của bão số 3 đã hạ tải trọng cho hơn 250 cột anten tại các vị trí xung yếu để đảm bảo an toàn, đồng thời rà soát các phương án an toàn thông tin, sẵn sàng kết nối roaming với các mạng di động khác khi có yêu cầu. Triển khai phương án phát sóng di động qua VSAT IP, dịch vụ vệ tinh tại huyện Mường Lát, Thanh Hóa để ứng cứu thông tin trong các tình huống. Mobifone cũng tổ chức trực giám sát 24/7 mạng lưới các tỉnh được xác định có bão đổ bộ, rà soát đánh giá năng lực dự phòng tất cả các tuyến hướng truyền dẫn trục, lên phương án xử lý ứng cứu trong trường hợp có sự cố và sẵn sàng phương án mở roaming với các nhà mạng khác
nhắn tin đến thuê bao khi có yêu cầu. Theo Cục Viễn thông, bão Yagi đã làm mất liên lạc với 6.285 trạm thu phát sóng di động do xảy ra mất điện trên địa bàn 15 tỉnh, thành phố, gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội, Hòa Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Tính đến thời điểm cuối ngày 9 tháng 9, các doanh nghiệp đã khôi phục xong các tuyến truyền dẫn trục và liên tỉnh bị đứt. Một số tuyến cáp quang nhánh chưa khắc phục được do khu vực vẫn còn bị cô lập, nước chưa rút. Trong 2 ngày 8 và ngày 9 tháng 9, các doanh nghiệp viễn thông đã triển khai khôi phục được 3.010 trạm phát sóng di động, chủ yếu là chạy máy phát điện để cung cấp cho trạm. Chính vì thế, điều cần thiết nhất bây giờ là cần sớm khôi phục điện lưới để khôi phục hoàn toàn mạng viễn thông. Hiện vẫn còn 3.275 trạm thu phát sóng di động chưa khôi phục được thông tin liên lạc, chủ yếu tập trung ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp triển khai các biện pháp khắc phục tiếp theo. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, cho đến thời điểm hiện tại, bão số 3 đã gây thiệt hại nhiều cho ngành viễn thông. Cụ thể, bão số 3 đã làm đứt 7 tuyến cáp quang liên tỉnh, 12 tuyến truyền dẫn nội tỉnh, gãy đổ 27 cột phát sóng tại Hải Phòng và Quảng Ninh. Trong đó, VNPT bị gãy 23 cột và Vietnam Mobile bị gãy 4 cột, làm 6.285 trạm thu phát sóng di động bị ảnh hưởng do mất điện, làm mất liên lạc cục bộ tại 15 tỉnh, thành phố. Ngay sau khi bão số 3, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công điện để chỉ đạo các đơn vị tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục thông tin liên lạc, đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo các sở thông tin và truyền thông phối hợp làm việc với các sở công thương và tập đoàn điện lực để có kế hoạch khôi phục điện lưới nhằm chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai khôi phục mạng lưới thông tin liên lạc. Tính đến thời điểm cuối ngày 9 tháng 9, các doanh nghiệp đã khôi phục xong các tuyến truyền dẫn trục và liên tỉnh bị đứt. Một số tuyến cáp quang nhánh chưa khắc phục được do khu vực vẫn còn bị cô lập và nước chưa rút. Trong 2 ngày 8 và ngày 9 tháng 9, các doanh nghiệp đã triển khai khôi phục được 3.010 trạm phát sóng di động, chủ yếu là chạy máy phát điện để cung cấp cho trạm nên vẫn cần điện lưới để khôi phục hoàn toàn mạng viễn thông. Hiện vẫn còn 3.275 trạm thu phát sóng di động chưa khôi phục được thông tin liên lạc, chủ yếu tập trung ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp triển khai các biện pháp khắc phục tiếp theo. Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục tổ chức các tổ đội tiếp cận hiện trường, xác định các điểm bị sự cố và ưu tiên khôi phục thông tin liên lạc tại các cơ sở hạ tầng quan trọng, trọng điểm. Ưu tiên khắc phục sự cố tại các cột thu phát sóng di động hướng ra biển với các cột cao phủ sóng biển đảo nhằm đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn trên biển và hỗ trợ các địa phương khôi phục thông tin liên lạc, đặc biệt là các thuê bao băng rộng cố định chịu ảnh hưởng lớn nhất từ sự cố mạng ngoại vi. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng chỉ đạo các nhà mạng tiếp tục triển khai chạy máy phát điện tại các khu vực bị mất điện lưới, điều động vật tư, trang thiết bị, máy phát điện, xăng dầu từ các tỉnh ít chịu ảnh hưởng chi viện cho các tỉnh đang còn nhiều hạ tầng chưa được khôi phục, triển khai các xe phát sóng lưu động để đảm bảo thông tin liên lạc tại các khu vực gãy đổ cột anten. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu các nhà mạng tiếp tục thực hiện roaming cung cấp dịch vụ viễn thông di động tại các khu vực có nhà mạng bị mất liên lạc trong thời gian nhà mạng đó khắc phục sự cố. Ngoài ra, các nhà mạng phối hợp với nhau chia sẻ hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật để nhanh chóng khôi phục các hệ thống thông tin liên lạc tại những địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3. Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm khôi phục điện lưới tại các khu vực bị cắt điện, các khu vực bị mất điện do sự cố, cung cấp điện cho các trạm BTS để khôi phục thông tin liên lạc.